Chức năng câu hỏi trực quan trên EduLine. Trên EduLine, câu hỏi trực quan là các dạng câu hỏi được thêm bằng cách tạo các đáp án trên hình ảnh có sẵn. Bạn có thể tải sẵn bức ảnh gồm câu hỏi và các ô đáp án, và bạn có thể thêm trực tiếp đáp án trực quan lên hình ảnh. Câu hỏi trực quan gồm 5 dạng: điền vào chỗ trống, drop down, kéo thả, lựa chọn, ghép nối. Để tạo câu hỏi trực quan, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, từ bảng công cụ bên trái, bạn hãy bấm vào câu hỏi trực quan. Giờ bạn tiếp tục chọn tạo một loại câu hỏi từ 5 dạng câu hỏi có sẵn. Giờ bạn đã tạo được một câu hỏi cho phiếu bài tập. Hãy tiếp tục thêm câu hỏi vào phiếu để giao bài tập cho học sinh của bạn nhé. Mẹo nhỏ, bạn có thể chọn câu hỏi được EduLine biên soạn sẵn từ ngân hàng câu hỏi. Chúc bạn thao tác thành công. EduLine.